thương nhau em chờ anh tới là cầu anh vượt qua núi cao trời quê hương trong xanh như lời hát tiền quê hương dù em bờ cát từ chúng ta cùng đi xa bắc hay vào nam là thương nhau em bắt cầu cho cầu anh ơi là yêu đó là một vài trong thật nhiều những cảm nhận nhiều thú vị mà chúng tôi có được trong chuyến hành trình theo chân đoàn khảo sát tuyến du lịch bằng đường sắt đến với các tỉnh Nam Trung Bộ do Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức. Chuyến đi có sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu của thành phố cùng phóng viên của 10 báo đài chuyên viết về du lịch. Sau khi lên tàu tại ga Sài Gòn, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi đó là toa tàu khá rộng rãi và thoáng, bố trí ghế ngồi sang trọng, lịch sự và tiện nghi với khăn trải trên bàn, hoa bên cửa sổ và có cả sóng wifi để mọi người lướt web. Được biết, đây là toa tàu được thiết kế giảm từ 64 chỗ xuống 44 chỗ ngồi thoải mái, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Kế đến, điều chúng tôi quan tâm chính là khu vực vệ sinh trên tàu. Thêm một điểm cộng cho khu vực vệ sinh của toa khá sạch sẽ và tiện nghi. Như vậy, bên cạnh lợi thế về độ an toàn cùng giờ giấc nhanh và đảm bảo, sự tiện lợi trong vấn đề đi vệ sinh chính là điểm cộng, là lợi thế của phương cách du lịch bằng tàu hỏa nếu so với du lịch bằng xe trên đường bộ. Sự hài lòng tiếp theo của chúng tôi đã lại được ghi nhận khi được phục vụ ăn sáng ngay tại chỗ. Không chỉ riêng về món ăn được nấu hợp khẩu vị, bài trí khá bắt mắt, đúng theo phong cách du lịch. Điều ghi điểm nhiều nhất lúc này chính vì sự ân cần và nhiệt tình của đội ngũ nhân viên và tiếp viên đường sắt. Nếu được huấn luyện thêm về nghiệp vụ du lịch, chắc chắn đội ngũ nhân viên tiếp viên này sẽ làm hài lòng du khách khi chọn tuyến du lịch bằng hỏa xa này. Trong đoàn khảo sát của chúng tôi, không ít các thành viên đã từng chọn phương tiện tàu hỏa cho những chuyến hành trình của mình. Thế nhưng, tất cả đều lần đầu tiên đi tàu với tư cách là một du khách thực thụ. Và chúng tôi, ai ai cũng đều khá thích thú khi trải nghiệm những cảm nhận của riêng mình trên chặng hành trình đầu tiên đến Phan Thiết. Thoáng chốc, tàu đã đến ga Phan Thiết chỉ sau 4 giờ tàu chạy, nhanh hơn nếu chúng tôi di chuyển bằng xe khách, một điểm cộng tiếp theo. Là một trong những địa phương được mệnh danh là thủ đô của các khu nghỉ dưỡng resort nổi tiếng, Mũi Né, Phan Thiết đón tiếp chúng tôi bằng sự nồng ấm và chân tình của những người làm du lịch. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, cách đây 20 năm, du lịch Bình Thuận đã cùng ngành đường sắt cho ra đời đoàn tàu đầu tiên vận chuyển khách từ Sài Gòn đến Phan Thiết và ngược lại với tên gọi đoàn tàu Hội Tụ Xanh. Trải qua 20 năm, đi du lịch Phan Thiết bằng tàu hỏa giờ đây đã trở thành phương tiện khá quen thuộc của du khách yêu thích loại hình du lịch nghỉ dưỡng. Thế nhưng, đây mới chỉ là sự lựa chọn của các khách lẻ mà thôi. Với sự kết nối lần này của Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng Hiệp hội Du lịch các tỉnh và Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn, hy vọng rằng Phan Thiết sẽ thu hút khách nhiều hơn nữa, đặc biệt các đoàn khách từ các tour du lịch MICE của các công ty lữ hành bởi khá nhiều lý do, trong đó là sự tiện lợi cùng độ an toàn gần như tuyệt đối của phương tiện giao thông đường sắt. Sau những phút giây thư giãn trong các khu nghỉ dưỡng cùng biển xanh ở Mũi Né, chúng tôi lại tiếp tục hành trình của mình đến với Nha Trang để ghi nhận thêm những trải nghiệm thú vị. Như quý vị và các bạn đang thấy, không ít các thành viên trong đoàn đã vài lần đi tàu. Thế nhưng, lần đầu tiên mọi người được chứng kiến các công đoạn cắt toa, ghép toa. Toa tàu du lịch phục vụ riêng cho đoàn đã âm thầm chờ đợi chúng tôi từ hôm trước để hôm nay tiếp tục cuộc hành trình cùng đoàn khảo sát. Và chúng tôi như hiểu thêm về một số công việc của những người làm nghề trong ngành đường sắt, một trải nghiệm đã phần nào giải quyết nhiều sự tò mò của chúng tôi về các quy trình hoạt động của tàu hỏa. Từ Bình Thuận đi Nha Trang mất khoảng 4 tiếng đồng hồ.
Thế nhưng cũng như trong chuyến trước, ngồi trên tàu, chúng tôi thỏa sức ngắm nhìn cảnh đẹp, từng khung cảnh đẹp của thiên nhiên, từng không gian thanh bình yên ả của làng quê hai bên đường đi, cứ lướt qua khung cửa sổ, tựa những thước phim trong chương trình du lịch đã thu hút chúng tôi. Bên cạnh những câu chuyện trăm trang khiến cho quãng đường như được rút lại thật gần. Được xem là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của khu vực Nam Trung Bộ, Nha Trang luôn là điểm đến được nhiều khách lựa chọn. Bên cạnh những điểm đến rất hấp dẫn theo các loại hình du lịch biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch MICE, Nha Trang còn thu hút du khách trong và ngoài nước bởi hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng mới và đẹp cùng các dịch vụ đạt chuẩn và chuyên nghiệp ở đây. Nếu chọn đi thẳng từ Sài Gòn ra Nha Trang, du khách cũng sẽ chỉ mất một buổi tối nghỉ đêm trên tàu. Điều này khá tiện lợi cho những du khách cần tiết kiệm thời gian. Thế mạnh của Nha Trang chính là sự tiện lợi của các phương tiện vận chuyển bằng đường hàng không, đường bộ và cả đường sắt. Trong những năm gần đây, cùng với sự đầu tư và đổi mới của đường sắt, du khách đã sử dụng tàu hỏa khá nhiều để đến tham quan và nghỉ dưỡng tại đây. Tuy nhiên, điều mà các công ty lữ hành đến từ thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đó là sự hỗ trợ của ngành đường sắt cũng như tính linh hoạt của ngành dành cho các công ty lữ hành cũng như du khách về chính sách giá, về sự sắp xếp các toa tàu du lịch đạt chuẩn nhằm phát huy lợi thế vốn có của phương tiện giao thông đường sắt là giờ giấc chính xác cùng độ an toàn cao. Tạm biệt Nha Trang, chúng tôi lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình đến với Phú Yên, vùng đất được xem là còn khá mới mẻ với du khách. Theo các nhân viên đường sắt, từ Nha Trang đi Phú Yên là một trong những cung đường đẹp nhất trên dải đất Nam Trung Bộ này. Điều này đã làm chúng tôi không khỏi háo hức và chờ đợi. Quả thật chẳng sai, chúng tôi không khỏi thốt lên: kìa, đẹp, quá đẹp. Tôi đã không ít lần đi qua cung đường này bằng đường bộ, thế nhưng hôm nay được ngắm nhìn cung đường một góc khác, từ một ngữ cảnh khác, chúng tôi lại có thêm một kinh nghiệm, một trải nghiệm đầy thú vị. Và chúng tôi thầm ước sẽ có nhiều, càng nhiều du khách đến Phú Yên, đến với các tỉnh trên dải đất miền Trung này bằng tour du lịch bằng đường sắt, để rồi có được thật nhiều những trải nghiệm đầy thú vị như chúng tôi đang ghi nhận ở đây. Phú Yên có khá nhiều điểm đến hấp dẫn dành cho các loại hình du lịch như khám phá, nghỉ dưỡng, văn hóa lịch sử, tâm linh. Bên cạnh các danh lam thắng cảnh như Bãi Muôn, Bãi Điện, nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam, Phú Yên còn được nhiều người biết đến bởi Vịnh Vũng Rô, nơi có phong cảnh sơn thủy hữu tình và cũng là nơi gắn liền với những chiến tích lịch sử của những con tàu không số với nhiệm vụ vận chuyển tiếp tế lương thực vũ khí từ miền Bắc vào chi viện cho miền Nam. Thắp nén nhang tưởng nhớ đến những người đã hy sinh cho sự nghiệp thống nhất đất nước, chúng tôi vừa dặn lòng sẽ cố gắng để du khách đến với Phú Yên, đến với Vũng Rô ngày càng nhiều hơn, góp phần phát triển du lịch nơi đây và cũng là phát triển du lịch của Việt Nam. Nhắc đến Phú Yên, không thể không nhắc đến Gành Đá Đĩa, một kiệt tác thiên nhiên với sự độc đáo, thu hút bao sự trầm trồ thú vị của du khách. Và còn nữa, nhà thờ Màng Lăng, một trong những nhà thờ cổ ở Phú Yên, nơi đây còn lưu giữ cuốn sách in bằng chữ quốc ngữ đầu tiên được in tại Rome. Tất cả đã góp phần làm nên một sức hút rất riêng cho du lịch Phú Yên. Được biết trong thời gian gần đây, dựa vào thành công của bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Yên đang xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Phú Yên. Chắc chắn rằng với sự nhạy bén nắm bắt thời cơ của lãnh đạo ngành du lịch của tỉnh, với sự kết nối của ngành đường sắt cùng Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và các công ty lữ hành, lượng du khách đến với Phú Yên sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian tới. Tạm biệt Phú Yên, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình để đến với điểm dừng chân cuối cùng của chuyến khảo sát, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Những nụ cười thân thiện, những cử chỉ ân cần giúp đỡ hành khách, những câu chào hỏi và cả những công việc quen thuộc của anh em nhà ga mà chúng tôi lại thêm một lần trải nghiệm. Để rồi xóa hẳn định kiến xưa kia về nhân viên phục vụ trên tàu, ân cần, niềm nở, tôn trọng giúp đỡ hành khách. Đó là những tiêu chí mà bất cứ người tiếp viên nào của ngành đường sắt cũng đều thuộc nằm lòng. Bởi theo các nhân viên trong đoàn tiếp viên Phương Nam, sự hài lòng của khách hàng là yếu tố quyết định sống còn và sự phát triển nhanh, bền vững. Và đó chính là một trong vô số những nỗ lực của ngành đường sắt, không chỉ riêng phục vụ hành khách mà còn sẵn sàng để chuẩn bị cho những chuyến tàu
dành cho khách du lịch đến với mọi vùng miền của đất nước. Chúng tôi mong muốn rằng qua cái chuyến khảo sát này, thứ nhất là các đoàn du lịch sẽ khám phá và biết được các cái điều kiện phục vụ của ngành đường sắt đối với các tour du lịch. Thì chúng tôi mong muốn rằng là sẽ đáp ứng được các cái nhu cầu yêu cầu của đoàn tập thể, đặc biệt là các trang thiết bị phục vụ, rồi chất lượng phục vụ, rồi cái hành trình giờ tàu, rồi các cái hình thức để mà book vé cũng như là đón tiễn các cái đoàn du lịch đạt yêu cầu. Tôi nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm hấp dẫn bởi nó có rất là nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố trước tiên là vận tốc thì nhanh hơn. À, sự vận chuyển là nhanh hơn nếu mà chúng ta đi đường bộ. Một cái điểm thứ hai nữa đó là cái độ an toàn của nó là rất là tốt, độ an toàn của nó là rất là cao. Và đồng thời nữa thì đây là một cái loại hình mà có thể rằng lạ và mới, như vậy là sẽ rất là thu hút khách du lịch. Đi cái tàu lửa này đó thì nó vừa an toàn mà nó vừa bảo đảm giờ giấc để công ty có thể sắp xếp để mà đưa khách đi hợp lý, để cho khách có thời gian tham quan nhiều hơn. Tôi nghĩ đây là một cái lợi thế của tàu hỏa và các cái địa phương và các công ty lữ hành mà chúng ta cần phải hợp tác và khai thác thật là tốt. Và như vậy, đây chính là cơ hội cho các công ty lữ hành khai thác thêm một phương cách du lịch mới, không chỉ mang đến cho du khách thêm nhiều sự lựa chọn, mà còn đảm bảo các dịch vụ ngày một tốt hơn cho du khách. Được biết, hiện nay ngành đường sắt đang chuẩn bị bán vé cho khách lẻ theo hình thức dạng du lịch mở. Có nghĩa là khách có thể nghỉ dừng từng chặng, hôm sau hoặc hôm sau nữa vẫn có thể lên tàu đi tiếp theo hành trình mà trên vé đã đặt mua. Với hình thức bán vé theo dạng Open Tour này, du khách sẽ có thêm điều kiện dừng chân tham quan và tìm hiểu nhiều hơn các điểm đến du lịch ở mỗi tỉnh thành trong cả nước. Là một trong những thành phố biển tuyệt đẹp, Quy Nhơn, Bình Định không chỉ hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp của những danh thắng của biển đảo cùng những di tích văn hóa lịch sử, nơi đây còn được biết đến là vùng đất địa linh nhân kiệt, miền đất võ Tây Sơn của vua Quang Trung lẫy lừng danh tiếng. Du khách khi đến với Bình Định sẽ đến với đàn tế trời đất được xây dựng không chỉ thể hiện lòng tôn kính và ghi nhớ công lao của nghĩa quân Tây Sơn buổi ban đầu dựng cờ chống lại thù trong giặc ngoài, mà còn tạo thêm một điểm nhấn hấp dẫn trên trục du lịch lịch sử tâm linh về phong trào Tây Sơn, gồm bảo tàng Quang Trung, đàn tế trời đất, những đền thờ nghĩa quân Tây Sơn ở An Khê, Gia Lai. Có thể nói rằng, đến với Quy Nhơn, Bình Định hôm nay, chúng tôi đã nhận thấy Bình Định đang có những bước chuyển mình đáng kể để chào đón hàng triệu du khách đến với vùng đất mới lạ, duyên dáng này. Quy Nhơn giờ đây dù đang khoác lên mình chiếc áo mới trẻ trung, năng động với khá nhiều công trình dịch vụ du lịch, nhiều khách sạn, nhà nghỉ đặc chuẩn, nhiều khách sạn Hải Âu được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại. Khách sạn gồm 11 tầng với 170 phòng nghỉ sang trọng, đạt tiêu chuẩn 4 sao, có ban công riêng hướng ra biển, trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại cao cấp. Với vị trí đẹp và thuận lợi, ngay từ phòng nghỉ của mình, du khách ở khách sạn có thể thỏa thích ngắm biển xanh trong vắt, cũng như đón bình minh cùng những cơn gió mát rượi của biển nơi đây. Cũng như tại Nha Trang, Quy Nhơn, Bình Định có khá nhiều lợi thế bởi các phương tiện giao thông được kết nối ở đây. Du khách có thể chọn hoặc đường hàng không, hoặc đường bộ và cả đường sắt để đến với vùng đất xinh đẹp vừa được một tạp chí về du lịch hàng đầu ở Anh Quốc bình chọn là một trong ba điểm đến hàng đầu của Đông Nam Á. Điều đó cũng lý giải vì sao trong những năm gần đây, lượng khách du lịch đến Bình Định luôn tăng đều 21% một năm. Và còn rất nhiều điểm đến nổi tiếng hấp dẫn du khách ở Bình Định, như các bãi biển tuyệt đẹp, cụm tháp Bánh Ít là công trình kiến trúc cổ duy nhất ở Việt Nam lọt vào danh sách 1001 công trình kiến trúc phải đến trong đời của một nhóm tác giả người Anh. Đoàn khảo sát chúng tôi không thể tham quan hết được, chúng tôi chỉ có thể hẹn ngày sẽ quay trở lại Bình Định bằng tuyến du lịch bằng tàu hỏa vào một ngày không xa. Các công ty du lịch sẽ phải ngồi lại cùng với hiệp hội để ra những cái sản phẩm tách biệt hẳn cho tùy đối tượng khách. Chẳng hạn như là ở Phan Thiết thì chúng ta nên liên kết với một số resort có lượng xe sẵn sẽ đón những cái lượng khách cuối tuần, khách gia đình. Thì tôi nghĩ rằng là nên có một cái toa du lịch riêng cho Nha Trang để bởi vì lượng khách đến Nha Trang rất là nhiều.
và bảo đảm cái chất lượng dịch vụ cũng như là cái tàu liên tục. Chúng ta có những đôi tàu du lịch. Ngoài ra thì ở Phú Yên, Bình Định thì đây là cơ hội rất là lớn cho hai tỉnh này. Những cái sản phẩm chúng tôi sẽ thiết kế tới Phú Yên trước bằng đường sắt, sau đó chúng ta sẽ tham quan một số điểm đang làm thắng cảnh tại Phú Yên và sẽ sử dụng một lượt xe tới với Bình Định. Thì những cái tour này chúng ta sẽ cũng phối hợp đường sắt, tuy nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng đường bộ ở một cái góc độ nào đó để tránh cái sự nhàm chán trên cái quãng đường đi. Qua cái sự hợp tác này và qua cái sự mà thông hiểu với nhau thì những cái chương trình đi như là đơn tuyến, ví dụ như là từ thành phố Hồ Chí Minh đơn giản đi Nha Trang, đi Huế, đi Hà Nội thì sẽ có một cái sự tham gia gọi là khuyến mãi, kích cầu, giảm giá của đường sắt. Tuy nhiên tôi cũng cần phải đóng góp cho công ty đường sắt. Khi mà chúng ta thực hiện một cái toa hoặc một cái đoàn tàu để phục vụ cho những cái tour liên tuyến này hoặc là đơn tuyến chẳng hạn, khi đã phục vụ đơn thuần cho khách du lịch thì có nên chăng là các toa nên trang bị những bộ âm thanh riêng để tạo điều kiện thuận lợi cho hướng dẫn có thể điều hành và có thể là tạo những cái sinh hoạt ở trên toa. Tàu chúng ta thì phục vụ, anh em phục vụ thì tốt rồi, nhưng mà cái hình thức của chiếc tàu thì nó chưa bắt mắt lắm. Ví dụ như là cái nước sơn ở bên ngoài, nhìn cái toa tàu nó quá cũ kỹ. Chúng tôi nghĩ rằng là muốn làm như vậy thì chúng tôi phải cải tạo và nâng cấp một số toa xe. Đối với những cái yêu cầu phục vụ chung cho các đoàn thì đường sắt chúng tôi có thể là tự là cải tạo nâng cấp. Tuy nhiên đối với những cái yêu cầu riêng của từng đoàn tập thể, từng tour tập thể của công ty du lịch, chúng tôi kêu gọi là các công ty du lịch đó sẽ hợp tác với chúng tôi, sẽ cải tạo một số các cái toa xe để phục vụ theo cái yêu cầu đặc biệt của đoàn. Thì nếu mà các công ty du lịch có nhu cầu nối thêm toa xe và xe cũng như là các cái phương tiện phục vụ ăn uống như là cái đoàn hôm nay, hay hoặc là tăng thêm cái chuyến đoàn tàu để phục vụ riêng cho đoàn, thì ở ngành đường sắt, đặc biệt là công ty khách Sài Gòn, chúng tôi cũng đáp ứng được đầy đủ. Với lợi thế rất riêng chỉ có ở tuyến đường sắt, đó là độ an toàn gần như tuyệt đối và giờ giấc luôn được đảm bảo chính xác. Các công ty lữ hành rất mong muốn sẽ cùng liên kết đưa vào khai thác các tour du lịch bằng đường sắt. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều vấn đề cần giải quyết như sự chênh lệch về giá, sự chênh lệch về thời gian so với đường bộ cùng các dịch vụ đạt chuẩn dành cho du khách. Đó sẽ là một vài yếu tố hoặc thúc đẩy hoặc ngăn cản sự phát triển của du lịch bằng đường sắt. Hy vọng rằng sau chuyến khảo sát này, trong thời gian tới, Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng Hiệp hội Du lịch của các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp du lịch bao gồm cả lữ hành, khách sạn và vận chuyển sẽ cùng ngồi lại với nhau tính toán tìm ra giải pháp hợp lý nhất để cùng chung tay hoàn thiện sản phẩm du lịch, kích cầu du lịch đường sắt nhằm mang lại cho du khách thêm nhiều sự lựa chọn cùng những điều kỳ thú cho chuyến đi du lịch thật hợp lý của mình.